Bùi Thị Ngà và tấm gương vượt khó của một ngôi sao. Năm 2016, Bùi Thị Ngà bị đứt dây chằng chéo trước, rách sụn, được các bác sĩ dự đoán khả năng hồi phục và trở lại thi đấu đỉnh cao chỉ 30%. Nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp đó, giọng chị bỗng trùng xuống khi nghe bác sĩ nói khó trở lại thi đấu đỉnh cao, tôi chỉ biết khóc. Lúc đó, tôi nghĩ rồi mình sẽ làm gì khi mới hơn 20 tuổi. Nằm trên giường bệnh, xem các đồng đội thi đấu qua TV mà nước mắt tôi cứ trào ra. Nhờ được các bác sĩ hết lòng chữa trị, được các thủ trưởng và đồng đội trong câu lạc bộ quan tâm động viên, hỗ trợ, Bùi Thị Ngà đã nhanh chóng bình phục. Cộng thêm vào đó là nỗ lực rèn luyện không ngừng nghỉ, vượt qua khó khăn, Bùi Thị Ngà nhanh chóng lấy lại được thể lực và phong độ tốt nhất để cùng câu lạc bộ gặt hái nhiều thành tích, trong đó nổi bật là năm chức vô địch quốc gia. Giờ đây, Bùi Thị Ngà là điểm tựa quan trọng của câu lạc bộ và đội tuyển bóng chuyền Việt Nam. Nếu hỏi người hâm mộ ai là phụ công xuất sắc nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay, câu trả lời đa phần dành cho Bùi Thị Ngà. Không chỉ tài năng, Bùi Thị Ngà còn mang đến cho người xem cảm giác yên tâm. Mỗi khi Ngà có bóng, người hâm mộ đều tin chắc rằng đó sẽ là một tình huống ghi điểm.